Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop mình quay clip xin giới thiệu với tất cả các bạn về dòng mỹ phẩm Kazoko mà shop mình đang phân phối nhé. Thì đối với dòng mỹ phẩm Kazoko, hiện tại shop mình đang phân phối 3 cái sản phẩm chính. Đó là Kazoko xanh 5, Kazoko 6 trắng và Kazoko vàng 5 blood các bạn nhé. Đây. Cả 3 cái sản phẩm, cả 3 bộ Kazoko này thì đều có tác dụng là dưỡng trắng da, trị nám, tàn nhang, làm mềm mịn da, chống khô da, nâng cơ, chống chảy xệ và nó không có bị bong chóc, đặc biệt là nó không có bị bong chóc các bạn nhé. Mỗi một sản phẩm, mỗi một bộ như thế này thì sẽ có một cái túi đi kèm các bạn này, sẽ một cái túi đi kèm nhé, có một cái túi đi kèm. Về hình thức bên ngoài thì đây, cái bộ vàng nó một lút đây, phía bên sau là có tem này các bạn này, có cái tem chống hàng giả này. Cái mã vạch này các bạn có thể check ra toàn bộ thông tin về sản phẩm như là ngày sản xuất, số lô, tên công ty, rồi là những thứ gì liên quan về sản phẩm là nó sẽ ra hết nhé. Hàng đây là hàng sách tay chính hãng, mình không có bán hàng giả hàng nhái, đây là hàng sách tay chính hãng các bạn nhé, hàng công ty. Còn bộ Kazoko xanh 5 đây này, bộ Kazoko xanh 5 là bộ Kazoko đầu đời đấy. Bên ngoài nó có cái tem cô gái này các bạn thấy không? Cái tem cô gái ẩn hiện này, các bạn nghiêng qua nghiêng lại sẽ thấy hình cô gái ẩn hiện này. Và có chữ Kazoko này, gọi là tem 7 màu. Ẩn hiện nghiêng qua nghiêng lại sẽ thấy nó óng ánh 7 màu này. Đó là hàng chuẩn nó mới có cái tem này các bạn nhé. Hàng nhái không có cái tem này đâu. Phía bên sau cái hộp kem thì nó sẽ có một cái màng bọc, đây là cái bộ này mình lột ra rồi. Cái bộ nguyên của nó đây, có cái màng kít này, có cái màng bọc kín lại này. Phía sau có cái tem chống hàng giả này, cái Make in Japan này các bạn thấy không? Và cũng cái mã vạch này các bạn cũng check ra được toàn bộ thông tin sản phẩm như là tên sản phẩm, tên công ty, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, vân vân nha. Đây, cái vỏ của nó là mình vừa mới bóc ra đây. Cái vỏ của nó mình đã bóc ra rồi đấy. Bộ 6 trắng cũng vậy. Bộ 6 này thì nó có 6 sản phẩm, nó nặng hơn hai bộ kia, bưng rất là nặng các bạn ạ. Nặng hơn hai bộ kia rất là nhiều. Đây có cái tem QR đây. Phía góc này cũng có tem cô gái này các bạn thấy không? Tem cô gái nghiêng qua nghiêng lại này. Đó các bạn thấy nhá, hàng chuẩn nhá, hàng nhà mình là hàng chuẩn, cam kết hàng chuẩn chính hãng, hàng sách tay, không có hàng giả hàng nhái. Các bạn nào mà phát hiện hàng giả hàng nhái mình đền gấp 10 lần luôn. Cái bộ này mình cũng bóc bên ngoài rồi. Đây bộ nguyên của nó đây. Rất là nặng, mình bưng mỏi tay luôn á. Đây phía sau đây này nó có tem chống hàng giả này, cũng có mã vạch này, Make in Japan này các bạn thấy chưa? Cái vỏ của nó đây này. Cái vỏ của nó mình bóc ra nó cũng có tem đằng sau đây. Đây cái vỏ của bộ 6 đây. Thì cả 3 bộ này đều có tác dụng là trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da, làm mềm mịn da, se khít lỗ chân lông, chống nhăn da, chống chảy xệ, nâng cơ cho da mặt nhé. Nhưng mà tại sao cùng một tác dụng mà người ta để sản xuất ra cả ba dòng như vậy? Bởi vì là mỗi một sản phẩm như thế này là chúng ta sẽ dành cho từng loại da khác nhau. Đối với cái bộ xanh này thì sẽ dùng cho những chị em nào mà da có làn da khô thì chúng ta sẽ dùng bộ xanh. Công dụng tác dụng như nhau các chị nhé. Công dụng tác dụng như nhau, nhưng mà bộ xanh này sẽ dành cho các chị da khô. Bộ màu trắng này sẽ dành cho những chị em mà có làn da thường hoặc là làn da hỗn hợp. Đây là bộ sáu trắng. Còn bộ vàng 5 màu lút thì sẽ dành riêng cho những chị em mà có làn da dầu, da nhờn. Đó nên là các chị khi mà các chị mua hàng là em mới phải hỏi các chị là da của các chị như thế nào để tư vấn cho các chị chọn được cái bộ sản phẩm phù hợp với làn da của các chị nhé. Chứ không phải là các chị thấy bạn của các chị xài cái bộ này đẹp thì các chị cũng mua xài, là không phải. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các chị về từng bộ sản phẩm một nhé. Đây cái bộ xanh 5 đây. Cái bộ xanh 5 đây, bây giờ em sẽ mở, em giới thiệu bên ngoài cho các chị thấy đây. Bây giờ em sẽ mở ra cho các chị xem về cái chất kem bên nhà em nhé.
Bên trong thì sẽ có tờ hướng dẫn sử dụng các chị này, tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt rất là chi tiết nhé, các chị có thể đọc. Còn chị nào mà dành về tiếng Nhật, tiếng Anh thì các chị có thể đọc cái tờ này nhé. Bộ xanh năm thì gồm có 5 sản phẩm, đó là sữa rửa mặt, serum, kem chống nắng, kem ngày và kem đêm. Sữa rửa mặt thì nó sẽ có tác dụng là làm sạch sâu bên trong da, giúp cho da mềm mịn nhưng mà nó không có làm khô da. Đấy, còn serum thì là đây là nước hoa hồng cô đặc đấy, sẽ có tác dụng là xe khít lỗ chân lông này, giảm thâm rất là hiệu quả, nuôi dưỡng da mềm mại và trắng sáng, loại bỏ những cái tế bào chết, những cái bã nhờn nhé. Còn đây là kem ngày. Kem ngày thì có tác dụng dưỡng ẩm, chống nhăn, trắng da, xe khít lỗ chân lông và đồng thời nó sẽ chống cái sự quay trở lại của nám sạm đấy. Kem đêm đặc biệt trị nám hữu hiệu ở cái hộp kem đêm này. Kem đêm thì có tác dụng là sẽ loại bỏ hết nám tàn nhang, vết đen, cháy nắng, mụn lâu ngày cho các chị em đấy. Các chị em mà xài cái dòng sản phẩm này lâu dài thì da của các chị là sẽ mềm mịn, trắng sáng nhé, không có bị thâm nám sạm nữa. Và cái kem đặc biệt là nó có cái kem chống nắng này. Kem chống nắng là sẽ giúp cho các chị là bảo vệ cái làn da của mình khỏi cái tia tử ngoại UVA, UVB đấy. Khỏi cái tia tử ngoại. Bởi vì sao các chị em của chúng ta là cái làn da của chúng ta khi đã bị nám sạm rồi là chúng ta đã bị tổn thương rồi. Mà trong quá trình chúng ta dưỡng, chúng ta chữa mà chúng ta không chống nắng thì các chị sẽ rất là dễ bị tổn thương và bị nám quay trở lại. Nên là cái bộ sản phẩm này nó đã đáp ứng đầy đủ tất cả các cái bước chăm sóc da cơ bản và bảo vệ da cho các chị nhé. Bây giờ em sẽ mở từng bộ hộp, từng cái ra cho các chị thấy này. Đối với tất cả những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm thông thường thì hầu như cái dòng sản phẩm nào mà đã nổi tiếng, đã bán chạy là sẽ có bị cái hàng giả hàng nhái sản xuất rất là tràn lan. Vậy thì làm sao để cho các chị phân biệt được cái hàng giả hàng nhái để các chị mua được cái hàng chính hãng? Thì hầu như tất cả các cái bộ sản phẩm chúng ta đều phân biệt rõ nét nhất ở cái hộp kem đêm. Nên em sẽ mở cái hộp kem đêm cho các chị xem trước. Cái hộp kem đêm nó sẽ có chữ Night Cream, có hình ông mặt trăng ở đây các chị nhé. Đó, các chị chú ý nhé. Nên là khi các chị mà mua lẻ, các chị muốn mua hộp kem đêm là các chị phải nói hộp kem đêm. Và các chị nhìn rồi các chị nhận diện này, chứ đừng có lộn hộp kem đêm với hộp kem ngày nhé. Em sẽ mở ra cho các chị thấy cái chất kem bên nhà em nhé. Phía bên trong là có hai cái lớp bọc luôn đó các chị. Một lớp ở trong cái nắp này rồi. Đây này. Đó, chất kem đêm chuẩn của nó là phải màu như thế này. Màu vàng nhạt, vàng mơ và chất kem rất là sánh, mịn, sền sệt, sánh mịn và thơm, cái mùi thơm rất là dễ chịu, thoang thoảng, dễ chịu cực kỳ luôn. Còn những cái hàng mà hàng giả, hàng nhái là các chị mở ra nó không có màu như thế này đâu. Cái màu của nó sẽ một là nó vàng, vàng sậm, vàng xỉn á. Cái màu vàng nó như như nghệ mà nó bị xỉn xỉn, ố ố lại đấy. Hai là nó sẽ màu trắng tinh và nó sẽ không được sánh mịn như thế này. Chất kem thật khi nào nó cũng sánh mịn như thế này, không bị vón cục này. Rất là sánh mịn, các chị thoa lên da, thoa đến đâu là nó sẽ thấm đến đấy. Nó sẽ thấm mịn ở đây, không nhìn thấy vân kem đâu cả. Còn nếu mà cái hàng các chị mà mua chúng vào cái hàng giả, hàng nhái đấy, thì các chị thoa vào, thoa đến đâu là nó sẽ bết cái vân kem. Và thậm chí là ở trong cái hộp kem đó nó sẽ vón cục lại. Và cái mùi nó sẽ không được thơm như thế này, mà nó sẽ có mùi hắc của thuốc tẩy. Bây giờ em sẽ thoa một ít cho các chị thấy này. Thoa đến đâu nó sẽ thấm đến đấy, không hề lộ vân kem tí nào đâu. Đây là em bôi lên tay cho các chị mà thoa lên mặt thì các chị cảm nhận được rõ rệt luôn. Đó là cái kem đêm. Đó là cái kem đêm nhé. Giờ em sẽ mở cái hộp kem ban ngày cho các chị thấy này. Đối với cái hộp kem ban ngày thì nó sẽ có cái chữ... cái hộp này em mở rồi để lộn hộp. Hộp kem ban ngày nó phải ở đây. Giờ em mở từ trước rồi em để lộn vị trí. Cái hộp kem ngày của nó sẽ có chữ đây cream các chị nhá. Đây này, đây cream này. Có hình ông mặt trời này các chị thấy chưa? Nhiều chị là mua lẻ chị muốn mua kem ngày mà chị lại cứ nói là bán cho chị. Chị muốn mua kem chống nắng mà chị cứ nói là bán cho chị kem ngày. Đó là các chị phải biết phân biệt nhá. Cái kem chống nắng là cái hộp này này. Kem chống nắng nó có chữ peel cream này. Đấy, chị nào rành tiếng Anh thì các chị đọc chuẩn hơn, còn em đọc chắc không được chuẩn lắm.
Đấy, còn kem ngày là nó sẽ có đây cream có hình ông mặt trời như thế này. Đấy, nên nhiều chị mua lẻ cứ bảo là bán cho chị kem ngày, nhưng thực ra là chị muốn mua kem chống nắng mà chị lại cứ bảo là bán chị kem ngày thì em sẽ gửi kem ngày. Các chị hiểu chưa nào? Các chị phải biết nhận diện để khi mà mua lẻ các chị không có mua nhầm nhé. Đây, đối với hộp kem ngày em sẽ mở ra cho các chị thấy. Đó, cái chất kem này. Cái chất kem thấy chưa? Trắng, trắng tinh, mịn, xốp, như sữa chua, rất là sánh mịn. Được chưa nào? Và cái mùi thơm cũng rất là dễ chịu. Còn nếu mà các chị mà mua trúng cái kem giả thì cái màu màu của cái kem nó sẽ không được như thế này đâu. Nó không phải trắng như trắng sáng như thế này mà nó sẽ trắng đục đục. Cũng không hẳn là trắng đục mà nó trắng xám xám. Trắng xỉn ấy, nó có như giống như kiểu nó lẫn cái tạp chất hay là cái gì mà cái chì hay cái gì màu đen vào đấy. Các chị sẽ thấy nó xỉn xỉn màu màu trắng nhưng mà trắng xám xám. Và cái mùi thơm của nó sẽ sộc vào mũi như có cái thuốc tẩy, còn cái này rất là thơm thoang thoảng. Đó, đó là đối với cái bộ bộ xanh năm nhé. Đó, em sẽ đã cho các chị thấy cái chất kem. Rồi em mở luôn cái hộp kem chống nắng cho các chị thấy này. Đối với hộp kem chống nắng này. Đó, các chị thấy không? Cái màu vàng rất là dịu. Cái màu vàng của cái kem chính hãng nó phải như thế này này. Nó không phải vàng tươi cũng không phải vàng chói mà nó là màu của kem chống nắng, kem nền đấy. Cái màu vàng gần như là màu vàng của da đấy. Không đầy lắm đâu, vừa vừa thôi, rất là mịn. Nó sẽ có tác dụng chống nắng cho các chị, bảo vệ da mặt của chúng ta khỏi cái tia tử ngoại, tia cực tím. Nó sẽ giúp da của các chị trắng sáng, mịn màng. Đó là đối với cái bộ xanh năm. Bây giờ em sẽ qua cái bộ sáo trắng nhé. Qua cái bộ sáo trắng này. Đối với bộ sáo trắng đây, đấy, khi mà các chị mở ra, các chị cũng thấy có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này. Được chưa nào? Em không cần nói nhiều nữa nha. Riêng cái bộ sáo trắng như thế này thì nó sẽ có 6 sản phẩm này, các chị thấy này. Sẽ có 6 sản phẩm. Được chưa? Sữa rửa mặt này, kem chống nắng này, kem ngày này, kem đêm này, tinh chất nước hoa hồng cô đặc này, serum đấy. Ngoài ra thì nó còn thêm một cái sản phẩm nữa, đó là cái kem chống nhăn, có tác dụng là dưỡng da chống nhăn cho các chị, nhất là cái vùng mắt đấy nhá. Đấy, 6 sản phẩm như thế này. Bây giờ em cũng mở một số cái hộp cho các chị thấy cái chất kem bên trong. Trước hết em mở cái kem chống nhăn đây này. Cái kem chống nhăn đây, nó có cái nắp đây này các chị này. Cái này là các chị để dùng để dưỡng da chống nhăn. Đối với những chị nào mà da nhờn quá thì không có thoa đều khắp mặt đâu, mà các chị chỉ dùng ở cái vùng mắt thôi. Nó sẽ có tác dụng là dưỡng nhăn, chống nhăn cho vùng mắt đấy. Đấy, nó khác với cái bộ xanh năm và cái bộ vàng bột lút là nó ở cái hộp này đây. Nó thêm một cái sản phẩm này. Cái chất thì rất là cô đặc nhé. Giờ em sẽ xịt cho một tí cho các chị thấy này. Cái kem chống nhăn. Đó, các chị thấy chưa? Rất là đặc. Các chị mà dưỡng vào buổi đêm, cái này chỉ dưỡng vào buổi đêm trước khi đi ngủ đấy. Tí nữa em sẽ hướng dẫn các chị sử dụng từng bộ một nhé. Bây giờ em đang nói về cái chất kem cái đã. Rất là cô đặc này. Các chị chỉ cần chấm một ít quanh vùng mắt. Nếu mà chị nào mà da khô thì các chị sẽ thoa đều khắp mặt. Còn chị nào mà da nhờn rồi thì các chị không thoa khắp mặt nữa, mà các chị chỉ thoa ở vùng mắt, sau đó là massage, đảm bảo là da của các chị sẽ không bị nhăn. Nó sẽ nâng cơ da mặt cho các chị, nó không bị nhăn, không bị chảy xệ, nhăn nhất là cái vùng khóe mắt. Các chị em mình bị rất là nhiều. Được chưa nào? Sữa rửa mặt thì serum thôi, em chắc có lẽ không cần phải nói, mà chủ yếu em sẽ tập trung về cái kem ngày và kem đêm cho các chị thấy nhé. Rồi trước hết mình lấy kem chống nắng cái đã. Đây là hộp kem chống nắng này. Bên ngoài nó cũng có cái tem như thế này các chị nhé. Bộ nào cũng vậy. Bộ xanh năm và bộ sáo trắng nó đều có cái tem này. Thấy chưa, các chị thấy chưa? Cái kem chống nắng này.
Kem chống nắng của cái bộ 6 này thì nó có màu lợt hơn cái bộ xanh một xíu, cũng rất là mịn, thơm. Cái này nó rất là tiện dụng ở chỗ là các chị vừa chống nắng được, lại vừa trang điểm được. Trang điểm đến đâu là da nó mịn, nó sáng đến đó, không có lộ vân kem đâu các chị nhé. Rất là thích, chúng ta dùng được một mũi tên trúng hai đích. Rất là tiện lợi cho các chị đi làm công ty, đi làm văn phòng ấy, đi chơi, đi du lịch là các chị xài. Rất là gọn nhẹ, dễ chịu. Hạn sử dụng vào đằng sau đây các chị này. Đấy, ghi rất là sắc nét nhá. Bây giờ em sẽ nói về cái kem ngày. Cái chất kem ngày đây. Đây là cái tem này, là cái tem này các chị mở ra là nó sẽ nó sẽ rách cái tem luôn đấy nhá. Đấy, chất kem ngày các chị thấy chưa? Không phải, đây em mở lộn rồi. Đây là hộp kem đêm. Em cứ mở ra là em lại để sai vị trí thôi. Cái hộp kem đêm thông thường của bộ mới là nó hay để bên đây này các chị này. Hay để bên đây nhé. Đây là vị trí của kem ngày, đây vị trí của kem đêm. Nhưng mà em hay lấy ra là em hay để lộn vị trí á. Đây là hộp kem đêm đó các chị. Hộp kem đêm nó chuẩn của hàng chính hãng là nó cũng phải có màu vàng mơ như thế này. Đấy, sền sệt như thế này là các chị thấy chưa? Rất là sánh mịn, sền sệt, mùi rất là thơm, dễ chịu. Các chị thoa lên đâu là nó thấm lên đấy, không bao giờ mà có cái chuyện mà thoa lên mà lộ vân kem hay gì hết. Còn cái hũ kem đêm giả của cái hàng giả nó không được cái màu sáng như thế này, không trong, không sánh mịn như thế này đâu, mà nó sẽ xỉn xỉn lại, nó thơm hắc, hoặc là không có mùi, hoặc là không có màu trắng tinh luôn đó. Các chị chú ý nhé, các chị chú ý chất kem thật nó phải là như vậy. Mở từng hộp cho các chị thấy chưa nào. Đây này, để đúng vị trí của nó này, vị trí của nó là phải ở bên đây. Đây mới là kem ngày này, có chữ đây, cả rem đây các chị. Có hình ông mặt trời đây, cũng giống như bộ xanh năm đấy. Đấy, các chị phải biết phân biệt để khi mua lẻ các chị nói cho đúng nhé. Đây được chưa nào, đây cái bộ, cái hộp kem ngày đây. Chất kem đấy, sánh mịn chưa, trắng, nhìn rất là ngon, nhìn muốn ăn luôn, giống như là sữa chua luôn này các chị thấy không. Mùi thơm rất là dễ chịu, để các chị dưỡng ẩm ban ngày sẽ có tác dụng, sẽ giúp cho da của các chị là luôn mịn màng, trắng sáng, chống nám, trừ nám nhé. Cái bộ này dùng cho chị nào mà da thường hoặc là da hỗn hợp thì sẽ dùng bộ này nhé, được chưa nào. Đó là đối với cái bộ bộ sáo trắng. Còn bây giờ thôi, tiện đây em hướng dẫn các chị sử dụng hai bộ này luôn, rồi em qua em giới thiệu cho các chị về cái bộ vàng nhé, để mất công nhiều 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 bộ để đây quá, nó chật chỗ. Đối với cái bộ xanh năm này thì các chị sử dụng cho em như thế này. Buổi sáng thì các chị sẽ rửa mặt, sau đó là các chị sẽ thoa serum, sau đó là các chị sẽ thoa kem ngày và kem chống nắng. Các chị rửa mặt là chú ý là không có rửa lâu quá, chúng ta chỉ cần rửa 1 phút 2 phút thôi, không có rửa lâu quá đâu, không cần phải rửa lâu quá các chị nhé. Sau đó là để mặt khô, chúng ta sẽ thoa serum. Sau serum chúng ta sẽ chấm đều lên trán, mũi, má, cằm và tản đều hết khắp mặt, massage da mặt cho nó thẩm thấu vào, nó khô hết cái lớp serum này rồi các chị mới thoa đến kem ngày. Chứ các chị đừng để mà cái lớp serum này nó còn ướt mà các chị đã vội thoa kem ngày nhé, như vậy là không tốt. Các chị phải để cái lớp serum này nó thẩm thấu hết đã, khô hết, thấm hết vào da rồi các chị mới thoa kem ngày. Kem ngày kem đêm thì các chị không cần thoa nhiều lắm đâu, chỉ cần chấm một tí bằng cái đầu đũa thôi là các chị có thể thoa khắp mặt rồi nhé. Sau đó kem ngày là các chị sẽ thoa kem chống nắng này. Đấy, kem chống nắng thì các chị xài bao nhiêu cũng được, tùy thích của các chị nhé, tùy theo cái mức độ mà trang điểm nặng hay nhẹ của các chị, hoặc là tùy theo cái môi trường làm việc của các chị. Nếu mà các chị làm việc hay là đi chơi mà nó dễ bị trôi đi thì các chị ngày các chị có thể dặm vài lần cái kem chống nắng này cho em nhé, chứ không nhất thiết phải bôi một lần đâu. Kem chống nắng này để bảo vệ da cho các chị. Nếu các chị đi dã ngoại hay đi tắm biển thì cứ khoảng 2-3 tiếng là các chị dặm lại kem một lần cho em. Buổi tối về thì các chị cũng rửa mặt này, sau đó là các chị sẽ thoa serum cũng giống như bước vào sáng, và cuối cùng là kem đêm đó, các chị cũng thoa như vậy nhé, từng lớp một, mịn, đợi lớp này thấm rồi hãng thoa lớp kia. Đó là em đã giới thiệu xong cái bộ màu xanh nhé.
Còn cái bộ màu trắng này các chị sẽ sử dụng như sau. Cái bộ màu trắng sẽ có thêm cái gel chống nhăn này, các chị sẽ sử dụng như sau. Buổi sáng các chị sẽ rửa mặt, sau đó là các chị sẽ thoa serum, hoặc có thể không cũng được, có thể có cũng được, tùy theo cái da của các chị. Nếu mà da của các chị mà các chị cảm thấy khô thì các chị sẽ thoa serum buổi sáng nữa nha. Sau đó là các chị sẽ bôi kem ngày, sau đó là đến kem đêm. Thì các cái cách thoa thì cũng giống như hồi nãy em hướng dẫn của cái bộ nam, đã được chưa nào? Còn buổi tối về thì các chị sẽ rửa mặt, sau đó là các chị thoa serum, sau đó là đến cái gel chống nhăn này, sau đó là đến kem đêm. Chú ý đối với cái sản phẩm chống nhăn như thế này, các chị nếu mà các chị mà da các chị mà nó không có khô quá đấy, nó nhờn rồi, thì các chị chỉ cần thoa quanh vùng mắt thôi, không cần thoa hết cả mặt, được chưa nào? Không cần thoa hết cả mặt đâu nhé. Đây là đối với cái bộ sáo trắng nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các chị về cái bộ bộ vàng luôn. Đây bộ vàng đây. Bộ vàng này còn gọi là vàng gold hay là vàng năm blood đây các chị nhé. Bộ này em còn chưa bóc luôn đây này. Đấy, bên bên ngoài có cái tem đây này. Bây giờ em sẽ bóc cho các chị thấy nhá. Bộ này em còn chưa bóc cơ. Cái vỏ bên ngoài nó rất mềm này các chị này, các chị thấy không? Mềm lắm. Còn đối với cái hàng nhái này, có cái màng bọc mà các chị, cái màng của nó cứng lắm, các chị sờ vào nó sẽ rất là cứng, nhưng cái này nó mềm cực kỳ. Em sẽ mở ra cho các chị thấy này. Cái sản phẩm của Kazako thì bộ nào nhìn cũng rất là sang chảnh. Các anh chị có thể dùng cái bộ này để tặng cho người yêu, cho mẹ, cho bạn gái hay là cho thầy cô giáo gì đó đều được nhé. Rất là sang chảnh, rất là chất lượng cao cấp. Đó các chị thấy chưa? Đó, em sẽ mở cái bộ này ra cho các chị thấy này. Bên trong thì có tờ giấy hướng dẫn sử dụng đây. Đấy các chị nhé. Có cả tiếng Việt cả tiếng Nhật, các anh chị nào mà dành tiếng Nhật thì các chị sẽ đọc tiếng Nhật nhé. Đây, mỗi một hộp sẽ ở trong một cái khay nhỏ như thế này. Đây là cái sữa, đây là cái tiếp kem chống nắng này các anh chị này, tiếp kem chống nắng nhé. Được chưa? Em sẽ cho các anh chị xem cái chất kem. Kem chống nắng của cái bộ vàng blush này thì nó có điểm khác biệt là nó ở dạng BB lỏng này, các anh chị thấy chưa? Các chị thấy chưa? Cái dạng này sẽ giúp chúng ta rất là dễ thoa trên da. Các chị chỉ cần chấm vài chấm thoa lên da là nó đã đều khắp mặt các chị, mà nó đã trang điểm cho các chị rất là đẹp rồi, thấy chưa? Cái này nó giống 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 nó lỏng giống như cái bộ cam của bộ Hồng Kông ấy. Khi nào cái sản phẩm mà ra sau thì nó sẽ cải tiến hơn rất là nhiều. Bộ xanh là bộ da đầu tiên, sau đó là đến bộ sáo trắng, còn bộ vàng blush này thì da sau cùng. Nó cải tiến ở cái chất kem chống nắng này, ở dạng lỏng, các chị rất dễ sử dụng. Còn đây là sữa rửa mặt này, đây là serum này, đây là kem ngày, đây là kem đêm. Lấy lên còn không được nữa cơ. Để cho các chị xem kem đêm này. Đấy, kem đêm đây, có chữ Night Cream. Có chữ Night Cream đấy các chị nhé, hạn sử dụng đây, hạn sử dụng phía sau rất là rõ ràng, sắc nét, được chưa nào? Giờ em sẽ mở cái hộp kem đêm cho các chị thấy này. Các chị thấy cái chất kem đêm chưa? Cái hộp kem rất là đầy đặn nhé, đầy vàng sánh, nó cũng có cái màu vàng nhạt, vàng mơ, chứ không phải là vàng vàng đậm đặc, vàng úa, vàng xỉn đâu, cũng không phải là màu trắng tinh đâu. Mùi rất là thơm, thơm thoang thoảng dễ chịu cực kỳ luôn. Cái bộ vàng này nó đặc biệt là có mùi thơm còn dễ chịu, mà nó mê khiến 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 người dùng nó mê mẩn hơn là cái bộ sáo trắng với cái bộ xanh năm luôn đấy. Các chị chú ý nhé, cái hộp kem đêm của cái hàng giả là
dù bên ngoài nó nhìn rất là giống nhưng mà mở ra chất kem nó không được như thế này. Đặc biệt là cái lọ này, cái miệng lọ này này của cái bộ bộ giả đây là nó trắng nhợt chứ nó không có đậm vàng đậm như thế này đâu. Thoa lên đâu là sẽ thấm lên đấy và rất là thơm. Bộ nào cũng vậy, cái chất kem đêm là cái chất để chúng ta phân biệt dễ nhất. Rất là dễ phân biệt ở cái kem đêm này. Bây giờ em sẽ mở cái chất kem ngày cho các chị thấy này. Em bỏ vào trong khay rất là chặt, rút rất là chặt. Đây là kem ngày này, có chữ đây cream này, các chị thấy không? Như đó, chất kem ngày này, trắng mịn, xốp, thơm, thấy chưa? Sệt sệt, không có bị lỏng nhão mà cũng không có vón cục. Đấy, rất là trắng sáng chứ không có bị trắng mà thâm thâm xỉn xỉn giống như là pha chì hay pha gì vào đâu. Đấy, các chị thấy cho cái chất kem ngày nó phải như thế này mới là chuẩn nhá. Khi các chị thoa vào da là thoa đến đâu nó mịn đến đấy, mát đến đấy, rất là chuẩn ở cái chất kem ngày này. Đó đó là về cái bộ bộ kem vàng blue em giới thiệu qua về cái chất kem như vậy cho các chị. Vừa rồi hướng dẫn các chị sử dụng thì cũng giống như cái bộ năm năm xanh thôi. Buổi sáng thì các chị sẽ rửa mặt, sau đó là các chị sẽ thoa serum, sau đó là đến kem kem ngày, sau đó là kem chống nắng. Buổi tối về thì các chị cũng rửa mặt, sau đó là thoa serum, sau đó là đến kem đêm nhé. Rất là đơn giản. Shop em cam kết hàng chính hãng, đảm bảo hàng chính hãng cho các chị 100%. Nếu các chị mà phát hiện hàng giả hàng nhái em sẽ đền cho các chị gấp 10 lần nhé. Ở đây là số điện thoại của shop em 0359 447 339. Các chị em nào mà có nhu cầu mua hàng thì xin vui lòng liên hệ với số hotline này. Các chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc là vào Zalo để các chị hỏi mua, để em tư vấn cho các chị cái sản phẩm mà phù hợp với làn da của các chị nhé. Bên em chuyên cung cấp sỉ và lẻ các dòng mỹ phẩm trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da, tan mỡ, tắm trắng, rất rất là nhiều các sản phẩm nhé các chị nhé. Cung cấp số lượng không giới hạn cho các đại lý, các sỉ và các spa trên toàn quốc. Mọi chi tiết thì các chị xin vui lòng liên hệ với cái số Zalo này của em nhé. Em sẽ tư vấn cho các chị để các chị có cái sản phẩm phù hợp nhất, chăm sóc cho làn da của các chị và giúp cho các chị luôn tự tin về cái ngoại hình của mình, về cái làn da của mình nhé. Chị em nào có nhu cầu mua sỉ hay là các spa có nhu cầu mua sỉ thì vui lòng inbox cho em nhé. Chào tạm biệt tất cả các chị.